cây cầu quẹo qua đây. Con đường này đường Lý Thái Tổ. Khu này là hồi xưa trước năm 75 là khu bãi đất trống đó mọi người. Đến đầu thập niên 70 á, và bắt đầu là nơi đây là cái phong trào mà thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đó. À, đầu nhà đó bà con, cái họ xây dựng trái phép cái khu vực này. Chứ nếu mà không có phong trào thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa mà đầu nhà đó, với lại bên cái cấp vuông bên Campuchia về á, là nơi đây là bệnh viện vì dân đó bà con, của bà Mai Anh Phu Nhân á, tổng thống Phu Nhân á. À, cái dự án nguyên cái lô bên ngay chỗ đầu mỏm này là hồi đó là tính là xây cái bệnh viện vì dân ở đây. À, nhưng mà cái sau sự kiện mà thương phế binh Việt Nam đòi nhà rồi cắp giường về, rồi bắt đầu dân tứ xứ tập trung về ở xây dựng cất trái phép tùm lum hết, cuối cùng là không có xây dựng được cái bệnh viện vì dân ở đó. Con đường này chúng ta đang đi là đường Lý Thái Tổ. Nhiều lắm à, ai muốn cắt tóc gì cứ ra đây cắt. Cắt cạo luôn nha bà con. À, nhưng mà sau khi cắt xong là phải cho họ chụp hình nha bà con. Chắc là họ phải cắt bao nhiêu cái đầu á, rồi xong cái họ mới được tốt nghiệp hay sao á. Cho nên là ba mẹ thấy sau khi cắt xong là họ chụp lại. Rồi ở đây là ngã 6, này là ngã 6 Cộng Hòa. Cái cổng quân đội này hồi xưa trước năm 75 là cổng của tổng nhà cảnh sát đó mọi người. Do cổng đó người ta gọi là cổng đó là cổng thanh tra. Rồi con đường ngay đây nè. Bên tay trái ba mày cổ đây nè. Đó là cái gì đây, công viên Phong Châu. À, đây là công viên Phong Châu. Rồi bên tay phải này á, hồi xưa là truyền tin quân đội đây. Nhà sách Minh Khai. Con đường này đường Phạm Viết Chánh. Rồi bên đây nè, cái trường này là trường Phan Văn Trị. Ờ, hồi xưa nó tên là Hoàng Thụy Năm, tên của một cái ông đại tá ở trong quỹ hội quốc tế bà con. Ông đó ông bị ám sát chết. Ở đây là bệnh viện Từ Dũ. À, bệnh viện Từ Dũ. Kia là bún bò Bùi Thị Xuân. Từ năm 95. Ừ, con đường chúng ta đang đi là đường Bùi Thị Xuân. Tiệm mì Tàu Xì.
con đường này đường Tôn Thất Tùng. Đường Tôn Thất Tùng này hồi xưa đó là đường Bùi Chu. Hồi đó bên tay phải nè bà con, ngay chỗ đây nè có một cái cổng, cái cổng của trường Nguyễn Bá Tồng á. Đây là cổng nữ sinh, bà con cô bác còn nhớ không, vô cái cổng nữ sinh bên tay trái là có cái toilet nữ. Hồi xưa lúc mà Michael học á là cái phòng của ba Michael ngay toilet nữ luôn. Hồi đó khi mà trường mới, bà con là nam sinh với nữ sinh học chung nha. Sau này thì nam sinh lên tới gia đình học. Rồi đây là cái chung cư này nè, là của ông Đội Có nè. Nhà ông Đội Có trên Phú Nhuận đó bà con. Ở đây có nổi tiếng nhất là cái Hải Dân, Tân Hải Dân nè, lâu đời lắm nè. Đây cái quán này lâu lâu thỉnh thoảng mà Michael cũng đi ăn sáng ở đây. Bên đây là dùng dùng ký. Dùng ký giờ nó hơi nhỏ lại rồi chứ tôi dùng ký phát triển ghê lắm. Sáng sớm mà kẹt xe vậy. Con đường này đường Nguyễn Văn Tráng nè mọi. Đường Nguyễn Văn Tráng này bên đây là hoa sen. Nơi đây hồi xưa là trường sinh ngũ quân đội nè mọi. Bên tay trái là trường sinh ngũ quân đội. Trọn này nó làm giống như cái ngôi chùa vậy đó. Mà nó là cái công ty đó thôi. Con đường này đường Lê Lai. Tinh tông. Đây, quẹo phải. Trời ơi, có tin tức gì nè. Dự kiến tăng lương hưu 15%. Wow, ghê vậy, ghê vậy. Wow, xin hứa với bà con một bác một tin rất là mừng luôn bà con. À, ba mày rồi mới thấy cái tin trong đây nè. Ôi, tin này là tin nóng nhất là ngày hôm nay nè. Là người dân được tăng lương bà con. À, quá đã, quá đã. Mà nghe gì mà tăng quá trời khủng vậy ta. Tăng 15% luôn. Wow. Quá đã. 15% là nhiều lắm nha bà con. Đó là tăng lương hưu nha. Mà nếu mà lương hưu mà tăng 15% vậy là lương mà đi làm là còn tăng dữ nữa. Thường tăng lương hưu nó ít hơn là. Đường này đường vệ sinh nè. Mà rạp như đập đúng là phải là vé xanh. Đây là có cái rạp nè. Rạp này tên là rạp Viên Hồng. Có Đình Thái Hưng nè.
Hồi xưa kế bên cái đình Thái Hưng này là tòa hành chánh quận nhì nha bà con. Bên kia là nhà của ông Nguyễn Văn Hảo á. Con đường này đường khí con. Bên đây đường Đặng Thị Nhu nè bà con. Đường Đặng Thị Nhu này hồi xưa là đường Bùi Quang Chiêu. Không biết bà con cô bác nào còn nhớ không biết ông hay bà ta. Ông Bùi Quang Chiêu đó bà con. Nói chung bà con cô bác biết ông Bùi Quang Chiêu này là ổng là cái gì không bà con. Mà bây giờ không biết ông hay bà ta. Cái tên này giống như nam ha, nhưng mà không biết nữ hay nam nữa. Còn bà con cô bác nào thấy ba Michael có nói sai chỗ nào, bà con có sửa là giúp ba Michael chứ. Nhưng mà đường này đó là đường Bùi Quang Chiêu. Hay còn có một cái tên gọi thân mật khác nữa mà không có tên ở trên hành chính đó, đó là hẻm cá hấp. Ở nơi đây hồi xưa đó có chợ bán cá hấp nhiều lắm. Cơm gà Hải Nam kiểu Singapore. Rồi đường này đường Kenmet. Đường Lê Thị Hồng Gấm này như ba mẹ còn nhớ đó, tên là Hồ Văn Ngà hay Hồ Thị Ngà gì đó bà con. Bà con bác nào còn nhớ, bà con mắc nhắc lại giúp ba mươi rồi. Ba mươi rồi nhớ Ngà Ngà đó, mà không biết Hồ Găng Ngà hay Hồ Thị Ngà nữa. Chúng ta đang đi trên đường Canh Mét. Hồi đó từ quận 4 qua quận 1 ba mươi còn hay đi đường này. Và từ quận 1 về quận 4 ba mươi còn cũng đi đường này luôn. Cái đường Canh Mét này đó ba mươi còn đi mỗi ngày. Đường này đường Nguyễn Thái Bình nè. Bà con có thấy cái cà phê house được không? Đó, bên tay phải. Cái chỗ mà mấy cái xe đang đậu á, hồi xưa có bà bán bánh bột ngon lắm. Tầm khoảng trưa á, khoảng 1 2 trưa bà dọn là bà bán. Chứ tầm khoảng 3 giờ chiều. 2 3 chiều là ba mấy cô ra đây mua. Bà đỡ trong mấy cái bịch ni lông á, bánh bột ngon lắm. Bột khoai môn, bà có cái nước tương xì dầu màu đen đen ăn ngon lắm. Bà có hai loại nước ha. Một nước là giống như nước giấm vậy đó, một cái nước là nước xì dầu. Đó, đây nè. Cái chỗ ông đang nói ngồi, đang ngồi luôn á. Giờ không biết bà nghĩ bà dọn đi đâu rồi. Đó, cái tiệm bán sơn Thu Thanh đó là xưa là bà bán bánh bột. Anh ơi, đây hồi xưa bán dầu hắt với dầu đồ á. Rồi khu này là khu chợ dân sinh rồi bà con. Mấy người mà thích mua mấy đồ lính đó bà con, họ thích vô đây, quần lính, áo lính. Đường Yassin. Đi một vòng khu chợ dân sinh. Phan Văn Trường. Hi hi hi.
Xin thưa bà con, bác bên tay trái bà mày cầu đây có cái trường Bồ Đề nè. Trường Bồ Đề nè, hồi xưa quậy dữ lắm bà con. Trước năm 75 á, nhà thờ Thánh An Tôn này hồi xưa là cũng có, hình như cũng có cái trường trong đây nữa bà con. Hai cái trường này ngộ lắm. Một bên là hát Phật, mỗi lần mà gì đó hát Phật giáo Việt Nam thì bên đây là hát nhạc Công giáo. Hai cái trường đối diện qua, một bên Công giáo, bên mà cái học sinh trường Bồ Đề này hồi xưa là nổi tiếng là đi biểu tình bà con. Biểu tình miết lắm, dữ dằn lắm. Sự kiện gì là học sinh trường Bồ Đề đi. Rồi lâu lâu á, là xin thưa bà con bác kéo vô trường luôn bà con. Biểu tình kéo vô trường rồi quậy rồi đập đồ tùm lum. Thậm chí là đốt luôn học bạ luôn. Cho nên á, bà con bác nào mà các cô chú anh chị và các bạn nào mà sống thời đó đó là kiếm lại đâu đâu có những cái đợt á, kiếm lại học bạ cũ không có nha bà con. Lại lâu lâu cái là kéo vô bắt đầu đốt học bạ, đốt đồ hết. Nhất là cái phong trào mà khoảng năm 70 bà con, phong trào cắp giường á, trời ơi, kéo ra cái chỗ tòa đại sứ Campos đó bà con, biểu tình. Hồi xưa học sinh sinh viên hồi xưa công nhận dữ dằn thiệt. Hở cái là kéo xuống đường, hở cái là kéo xuống đường, hở cái bắt đầu vô trường bắt đầu đốt một bà. Hôm bữa trước chở bà con bác đi dạo Sài Gòn 12 giờ khuya đúng không? Hôm nay chở bà con bác đi qua phố Tây 12 giờ trưa nè. Bây giờ để coi giờ mấy giờ. Ô gọi cái cầm cây YouTube đó kìa. Bây giờ đâu phải mình ba mẹ còn làm YouTube đâu. Bây giờ là 12 giờ 40. Phố Tây Bùi Viện lúc 12 giờ trưa nha mọi người. Sài Gòn 12 giờ trưa. Bia hơi Hà Nội, chua Đại Việt. Công ty Đại Việt ở đây là ba mẹ cô đang thấy nắm chùm khu vực này luôn mà con. Đại Việt, biển Đại Việt, chua Đại Việt. Đó. Phong cách thiết kế y chang nhau. Trường này trường Chu Văn An. Xe Phương Trang mà cũng có trung chuyển đó ta. Hay quá ha. Ôi trời. Trời ơi. Bà cúi xuống mà lụm dao phay lên nhá, hết hồn luôn. Đây, đường này là đường Cao Bá Nhạ. Hồi xưa ở đây có cái căn nhà cổ này, giờ đập bà rồi. Hồi đó ba mẹ cô thường hay ngồi ở đây uống cà phê nè bà con. Khoảng năm mấy ta, năm 90, 90, 91 gì đó.
sáng cái ba mẹ cậu ra đó ngồi uống cà phê á, ra đó rồi uống cà phê với giò số đề. Cái quán đó đặc biệt có cái ông lớn lớn tuổi, giờ chắc ông cũng mất rồi, cái thời năm 90-91 ổng đã lớn rồi, có một cuốn sổ giò, giò với số á, nguyên năm này năm nọ bắt đầu cái ông ngồi ông ngâm cú với số, ba mẹ cậu cũng ngồi ngâm cú với ổng luôn. Cái đợt đó ba mẹ cậu cũng có vấn đề à, cứ ngồi uống cà phê, kêu một ly cà phê sữa nóng, lâu lâu kêu một ly bạc xỉu à, với thêm gói mê lia à. Hồi đó bà con bác biết gói mê lia, bây giờ ba mẹ cậu không hút thuốc nữa, ba mẹ cậu không biết còn có bán không. Hồi đó ba mẹ cậu hút hai gói mê lia, gói đó có 1.800 à, cái thời năm 90-91 1.800. Còn mà nếu mà không có tiền thì mua địa cầu hút. Địa cầu thời điểm đó có 900 đồng gói rồi bà con à, nhưng mà nó không có đầu lọc à, ra cái mê lia ba mẹ cậu thích hơn là gì, nó the nó có bạc hà. Còn địa cầu thì hút nó đầm, còn sang hero. Chứ hồi đó mà vét thì cũng bình thường, chứ hồi đó con mèo với ba số là xịn lắm bà con. Ba mẹ cậu ít khi nào hút mèo ba số lắm, tại vì mắc lắm. Đa phần là hút địa cầu 900 đồng. Nếu mà đợt nào mà không có tiền á, mua địa cầu hút cho nó nhiều. Ở đó ba mẹ cậu mua thuốc là chủ yếu là đếm số lượng thuốc bà con, tại vì hút nhiều lắm, có ngày tới gói hai gói luôn đó. Cho nên cái ưu tiên cái nào mà hút được nhiều, giống như mua hai gói địa cầu bằng gói mê lia vậy đó. Giờ không hút nữa cho nên không biết giờ mê lia còn không. Đó, vậy là một buổi sáng xong ha à, ra cái ngồi nhâm nhi điếu thuốc, lâu lâu sang thì ba mươi cầu hút hero à, khi nào mà dạng sự mà trúng đề á, đổ ba hero hút. Mèo thì cũng được, chứ còn ba số thì không thích, tại vì nó xịn là một, thứ hai nó hút nhẹ quá, hút hao giống cái gì á, mấy gói nhẹ nhẹ quá, mình kéo cái nó hút hết bà nó hơi rồi. Vét với mèo thì cũng có nhưng mà ít, chứ mê lia là mua nhiều nè. Địa cầu thì thỉnh thoảng thôi, tại địa cầu nó nặng lắm. Còn hút hero á, thường á, bà con bắt đầu nhớ không, mà đó bà con bắt không biết sao, chứ ba mẹ cậu hút á, thường hay ém chặt cái thuốc xuống lắm. Trước khi mà bà con bắt khui gói thuốc á, bà con bắt đây quay đầu lại ha, đập xuống cho cái thuốc nó dằn xuống, nó đếm chặt lại á, hút lâu hơn. Chứ còn thôi nó tơi, bà con bắt kéo hút vài ba hơi cái hết bà đi thuốc rồi, uổng lắm. Rồi lâu lâu hút thuốc á, bà con bác mà sợ hao á, tiết kiệm thuốc nó nổi á, nhiều khi hút thuốc mà nó còn mình còn chút á, gian dở á, mình phải dụi dụi để dành để hút tiếp chứ bỏ uổng. Cái thời đó, cái thời phải nói là nó thời khó khăn, cái gì nó cũng. Bữa nào ba mẹ cậu kể bà con bác có một thời gian cái ba mẹ cậu chuyển qua hút thuốc Lào nữa, mua một gói thuốc rê về quấn. Thuốc rê ha, thuốc lào là coi như là sáng ra kéo một ngao nè, mua một cái ống thuốc lào với mua thuốc rê xong gửi lại quán luôn, cái sáng ra cái kêu một ly cà phê cái vô lấy ra kéo một ngao. Mới hút thì nó xây sẫm mặt mày với hút rồi ghiền đó nha bà con. Rồi thôi, chắc ba mẹ cậu xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn, xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.